Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối thứ tư ngày 14 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban bộ ngành trung ương, đại diện các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Nam Định và Quảng Ninh. Về phía tỉnh Điện Biên có các đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và 429 đại biểu đại diện cho trên 40.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 14 được tổ chức vào thời điểm quan trọng, đó là kết thúc thắng lợi 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 và 35 năm công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức với chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, quyết tâm xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững. Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đại hội 14 là đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển. Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên, nhằm đánh giá một cách khách quan toàn diện tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 13, thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025. Thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo, có tinh thần quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14 để lãnh đạo Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu to lớn mà đại hội sẽ quyết định. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội, sự nghiệp của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đang đứng trước thời cơ vận hội mới, nhưng đồng thời cũng đang đối mặt với những khó khăn thách thức. Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 đến 2025 có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn này và những năm tiếp theo. Cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang hướng về đại hội với niềm tin tưởng sâu sắc và đặt rất nhiều kỳ vọng vào sự thành công của đại hội. Phát huy truyền thống lịch sử Điện Biên phủ anh hùng, kế thừa những thành tựu đã đạt được với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu dự đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tập trung trí tuệ phát huy dân chủ, thực hiện tốt những nội dung chương trình đại hội đã đề ra, góp phần vào thành công của đại hội. Với niềm tin tưởng đó, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 đến 2025. Báo cáo chính trị đại hội do đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Kết thúc nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 13, có 18 nhóm chỉ tiêu ước đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Nổi bật là kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển. Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2016-2020 đạt hơn 6,8% trên năm. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt hơn 38 triệu đồng trên người trên năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 đạt hơn 1.200 tỷ đồng, tăng gấp 1,44 lần so với năm 2015. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được chú trọng, quan tâm đầu tư. Toàn tỉnh có gần 40 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân 3,49% trên năm.
hoạt động du lịch tiếp tục đà phát triển. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Các vấn đề xã hội tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo giải quyết đạt kết quả. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được đảm bảo, quan hệ đối ngoại được mở rộng, khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội, tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng và đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại, khai thác hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc và di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh, quyết tâm đưa Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đoàn kết các dân tộc, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Mục tiêu cụ thể của nhiệm kỳ 2020-2025, Điện Biên phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7% trên năm, GRDP bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng trên năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.000 tỷ đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 280.000 tấn, tổng thu ngân sách du lịch đạt 2.400 tỷ đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều từ 30,67% năm 2020 xuống còn dưới 16% năm 2025. Có 2 huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới, 45% số xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã và đi lại được quanh năm, 98% hộ dân được sử dụng điện lưới, hơn 85% người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 13. Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 13. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, phân công trách nhiệm, rõ người, rõ việc, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ. Đa số mục tiêu, chỉ tiêu đều đạt và vượt so với nghị quyết Đại hội đề ra. Tuy nhiên, quá trình lãnh đạo chỉ đạo vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế, đó là việc quán triệt học tập, triển khai một số nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, của Tỉnh ủy ở một số cấp ủy tổ chức Đảng, chất lượng, hiệu quả còn hạn chế. Công tác kiểm tra đôn đốc thực hiện một số nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy ở một số địa phương chưa thường xuyên. Trong thực hiện nhiệm vụ, số ít đồng chí tỉnh ủy viên chưa thực sự nêu gương, thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình cơ sở. Từ những hạn chế, khuyết điểm trên, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong phiên khai mạc, Đại hội đã được nghe tham luận của Đảng ủy Công an tỉnh với chủ đề tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Tham luận của Đảng bộ huyện Điện Biên về tập trung khai thác các lợi thế để phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những thành tựu mà toàn Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời thống nhất cao với những nội dung của các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Với những kết quả quan trọng này, Điện Biên đã từng bước vươn lên trở thành tỉnh có mức phát triển trung bình trong khu vực. Thay mặt Bộ Chính trị, tôi đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Thưa các đồng chí, thưa các đại biểu dự đại hội, những năm tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước sẽ tạo ra không ít những thời cơ, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự phát triển của tỉnh Điện Biên, nhất là với yêu cầu phát triển nhanh bền vững, đồng thời thích ứng với biến đổi khí hậu, đại dịch COVID-19, việc xác định đúng hướng đi, lộ trình để Điện Biên tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội có ý nghĩa hết sức quan trọng. Báo cáo chính trị trình ra đại hội đã thể hiện mạnh mẽ quyết tâm chính trị của Đảng bộ và chính quyền, nhân dân các dân tộc của tỉnh, quyết tâm đưa Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững.
mà cái đích cuối cùng là phải hướng tới là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Mục tiêu đó đòi hỏi phải có sự quyết tâm, nỗ lực của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm lưu ý, tỉnh Điện Biên cần tập trung xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp công tác của các cấp ủy đảng. Bên cạnh đó, Điện Biên cũng cần tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết của nhân dân các dân tộc trong tỉnh trên cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc và tôn giáo, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc và tôn giáo, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Phát huy vai trò của người có uy tín trong tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần bảo vệ vững chắc đường biên giới, mốc quốc gia và giữ gìn an ninh trật tự biên giới quốc gia. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 gắn với chương trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, Điện Biên cần chú trọng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, quyết tâm chính trị của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển địa phương, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, để tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát huy hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của tỉnh, tạo bứt phá để đưa Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an cũng nhấn mạnh vai trò, vị trí chiến lược của Điện Biên trong an ninh quốc phòng của Tổ quốc. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chiến lược, chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường quốc phòng an ninh đối với cán bộ đảng viên, cấp ủy chính quyền các cấp trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả chương trình đề án, dự án xóa đói giảm nghèo, giúp cho người dân vững tâm an cư, lập nghiệp, giữ gìn nơi phên dậu, kiến thiết biên giới, biên cương vững chắc của Tổ quốc. Đại tướng Tô Lâm mong muốn đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn các đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có tính kế thừa, quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đúng quy định của Đảng, đủ sức lãnh đạo, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra. Việc bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, địa phương cần xem xét lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ, có khả năng đóng góp vào sự thành công đại hội 13 của Đảng, tiếp thu, lĩnh hội tốt tinh thần đại hội 13 để quán triệt hiệu quả trong Đảng bộ tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Buổi chiều ngày làm việc thứ nhất, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thay mặt đoàn chủ tịch đã trình bày báo cáo về yêu cầu tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Thảo luận yêu cầu, tiêu chuẩn, biểu quyết số lượng, đề cử danh sách cấp ủy do khóa 13 chuẩn bị, chia tổ mạn đàm về công tác nhân sự. Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp tại đại hội 51/52 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Một đồng chí được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định phân công tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, Ban chấp hành khóa 14 đã họp lần thứ nhất để bầu Ban thường vụ Tỉnh ủy, bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ làm việc đến chiều ngày 15 tháng 10. Thông tin chi tiết về diễn biến đại hội sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Thưa quý vị và các bạn, hòa chung với không khí hân hoan chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, từ khắp các nẻo đường trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đã tràn ngập sắc thắm của cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Các đại biểu về dự đại hội ai cũng vui mừng phấn khởi trước những thay đổi của mảnh đất Điện Biên. Phóng viên thời sự có mặt bên lề đại hội để thông tin chi tiết hơn về không khí cũng như quyết tâm, kỳ vọng của các đại biểu dự đại hội. Vui mừng, phấn khởi là tâm trạng chung của các đảng viên đại diện cho trên 40.000 đảng viên trong toàn đảng bộ về dự đại hội. Ai cũng thể hiện niềm vui, niềm tin trước những thành tựu mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.
là đảng viên trẻ nhất đại hội, đại biểu Vư Thị Hà, đoàn đại biểu huyện Điện Biên Đông cảm thấy rất vinh dự, tự hào khi lần đầu tiên được tham dự đại hội. Tôi thì rất là mong muốn là đại hội sẽ bầu ra ban chấp hành khóa mới này có đủ trình độ năng lực và có những quyết sách đến bà con nhân dân vùng cao, đặc biệt là những cái vùng xa vùng xôi như xã Sa Dung của chúng tôi. Để giúp bà con, cái thứ nhất là để giúp cho các cháu nhỏ có những cái trường học an toàn và thân thiện. Cái thứ hai đó là chúng tôi rất hiện nay là cái đường đi lại của chúng tôi rất là khó khăn. Chúng tôi mong muốn rằng là tới này ban chấp hành tỉnh khóa mới lại sẽ quan tâm đến cái đường đi lại và đặc biệt là điện lưới quốc gia, bởi vì hiện tại ở trên chúng tôi là còn gần như là một nửa tổng số bản chưa có điện. Là đảng viên cao tuổi nhất và từng tham gia nhiều kỳ đại hội, đại biểu Lưu Trọng Lư, đoàn đại biểu khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh kỳ vọng đại hội sẽ sáng suốt, lựa chọn những người ưu tú, đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, tham gia ban chấp hành khóa mới để gánh vác trọng trách trước đảng, trước nhân dân. Với cá nhân của mình, với một cái tinh thần là một đảng viên cao tuổi nhất trong đại hội, đó là vừa niềm tự hào, niềm vinh dự được tham gia đại hội. Thế và kỳ vọng của bản thân tôi cũng như là cảm nhận của một đảng viên thì tôi thấy rằng cái kỳ đại hội này được chuẩn bị rất là công phu, nhất là các cái bản báo cáo kiểm điểm làm rõ những cái được và cái chưa được, và đặc biệt là các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nhiệm kỳ thứ 14, các nội dung ba khâu đột phá và các cái mục tiêu được xác định rõ hơn, toàn diện hơn và mang tính đột phá hơn, sát với Điện Biên hơn. Đó là cái điểm mới mà tôi thấy là ban chấp hành khóa 13 đã chuẩn bị. Với chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, quyết tâm xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững. Đa số các đại biểu đều tin tưởng, kỳ vọng các đồng chí tham gia ban chấp hành khóa mới sẽ có những quyết sách đúng đắn phát triển mọi mặt đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Thế là đảng viên được tham dự đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 thì bản thân trước hết là thấy hết sức là tự hào, đồng thời là cũng kỳ vọng một cái kỳ đại hội với cái tư tưởng chỉ đạo của đại hội đấy là đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển sẽ tạo được nhiều những cái bước đột phá, đặc biệt là khai thác được các cái tiềm năng lợi thế của tỉnh để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững, đặc biệt là đối với các huyện vùng cao thì sẽ tiếp tục có những cái sự quyết tâm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo để tạo công ăn việc làm cho người dân vùng cao cũng như là nâng cao cái đời sống của bà con nhân dân vùng cao. Tôi rất là tự hào được tham dự kỳ đại hội này. Tôi nhận thấy là đại hội lần này được chuẩn bị rất là chu đáo, công phu và diễn ra rất là trang trọng. Tôi cũng rất là kỳ vọng tại đại hội thì sẽ đưa ra được cái nghị quyết và quyết sách để thúc đẩy sự phát triển chung của toàn tỉnh, và đặc biệt là có thêm những cái chính sách để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, giúp cho phụ nữ được tham gia công tác xã hội, tham gia quản lý nhà nước và phát triển kinh tế của gia đình, và góp phần vào sự phát triển chung của toàn tỉnh. Với cái vai trò là một đại biểu chính thức được tham dự đại hội thì chúng tôi cũng luôn ghi nhớ trong lòng rằng là phải lựa chọn những đồng chí có đủ đức, đủ tài và có trình độ để bầu vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh Điện Biên của nhiệm kỳ này, để các đồng chí trong ban chấp hành sẽ lãnh đạo chỉ đạo thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Vâng, thưa quý vị, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra trang nghiêm, phấn khởi và mang đầy sự kỳ vọng. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển, cùng với những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đạt được nhiệm kỳ qua sẽ là tiền đề để tỉnh Điện Biên nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội 14 Đảng bộ tỉnh đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc trọng thể, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, với tình cảm và niềm tin vào thành công của nhiệm kỳ mới. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 10. Trong đó, phiên khai mạc và bế mạc được Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh và truyền hình. Đây là điều kiện rất thuận lợi để nhân dân có thể theo dõi trực tiếp sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh. Gác lại công việc hàng ngày, ngay từ rất sớm, nhiều người dân tại bản Na Khưa, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên đã tập trung tại nhà bí thư chi bộ bản để theo dõi phiên khai mạc đại hội. Qua nghe báo cáo chính trị tại đại hội, người dân nơi đây đã cảm nhận rõ nét những thay đổi của tỉnh trên các lĩnh vực nói chung và ở địa phương mình nói riêng trong nhiệm kỳ vừa qua. Thì nói chung là cách đây 5 năm thì đường xá giao thông là đi lại rất khó khăn. Nhưng mà từ khi nông thôn mới về đến giờ thì nói chung là bà con đi lại rất thuận tiện, mà sự phát triển kinh tế xã hội là bà con làm cũng rất hay. Đấy, nhiều mô hình, nhất là chỗ chăn nuôi với lại thủy sản là xã này với bản này đến bây giờ cũng như rất nhiều hộ gia đình là bán nhiều cá. Xong cái tình hình đói nghèo của bản ấy trước kia thì nó cũng khoảng 15-17% đấy với bản ấy. Nhưng mà đến bây giờ thì cũng chỉ còn 7% nữa thôi. Đảng và nhà nước được đầu tư về xã là cái chương trình nông thôn mới, thì từ năm 2009 đến giờ nhìn chung là đường xá rồi các cơ sở hạ tầng của bà con cũng rất là được nâng lên rõ rệt, mà thậm chí là bê tông 100% đến các ngõ của các hộ gia đình. Hai nữa là cái sự phát triển kinh tế thì cũng được các cấp các ngành trên rất là quan tâm đến bà con nhân dân, rồi lại có các chương trình đề án đầu tư cho nên là đời sống bà con ngày càng được nâng lên rõ rệt. Bên cạnh niềm vui tự hào khi kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh đã hoàn thành đạt và vượt 18 nhóm chỉ tiêu so với mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cũng quan tâm nhiều đến các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và việc thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược được đề ra trong báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14. Mong muốn kỳ vọng về một đại hội với những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân để đưa Điện Biên ngày càng phát triển. Thì kỳ vọng của cán bộ đảng viên trong nhân dân trong thôn thì cũng mong muốn là bầu ra được ban lãnh đạo, ban thường vụ và ban chấp hành của nhiệm kỳ 2020-2025 đủ đức, đủ tài, lãnh đạo toàn thể tỉnh nhà, phát triển kinh tế, xã hội. Chúng tôi cũng thấy rất là tin tưởng và đặt niềm tin vào đường lối lãnh đạo của đảng. Thì chúng tôi cũng mong muốn là tiếp tục cái sự quan tâm của cấp trên nhiều hơn đối với lại tổ dân phố, nhất là hệ thống vệ sinh môi trường, rồi nhất là công tác quy hoạch nông thôn mới mà đã có những cái dự án đề ra và để bà con nhân dân là tiếp tục được hưởng thụ phấn khởi trong cái nhiệm kỳ tới này, thì chắc chắn là có cái sự đổi mới rất nhiều đối với lại nông thôn chúng tôi, và làm sao là đời sống dân cư là luôn luôn được phát triển đi lên, tạo cái không khí phấn khởi mới cho bà con nhân dân ở địa bàn. Theo dõi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, với tất cả niềm tin, sự kỳ vọng và phấn khởi, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh chung một ý chí mong muốn đại hội thành công tốt đẹp, qua đó tạo tiền đề, động lực để Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đưa tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển nhanh và bền vững. Và đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website dienbientv.vn hoặc kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.